Xin chào Connor, lại là cả Gin đây. Chúc Connor có một ngày mới thật nhiều năng lượng và vui vẻ nha. Hiện tại sự kiện đào khoáng đang diễn ra, giới thiệu đến chúng ta cái super mới Kiếm Ba Tước. Và đây cũng là lần đầu tiên chúng ta được giới thiệu một cây super với mức sát thương cực kỳ cao, 270 nha. Ở đây thường đảm bảo khi Connor đến mức cuối cùng 15.000 lần, chúng ta sẽ nhận cho mình một Legend Kiếm Ba Tước với mức sát thương 270 cũng như là chỉ số nhanh nhẹn cực kỳ cao đây Gunner. Đây sẽ là cây vũ khí thời gian này được các top liên server săn rất nhiều với mức sát thương cực kỳ cao, kèm thêm đấy là chỉ số nhanh nhẹn cũng rất là cao nữa, thì đây là một cây vũ khí có thể gọi là vua PK nha Gunner. Bây giờ thì Gunner hãy cùng Gargin chúng ta đào và xem thử là liệu Gargin có mang về cho mình được một cây SS Super Kiếm Ba Tước không nha. Ở đây để mà săn cho mình cây Kiếm Ba Tước 270 thì rất là khó rồi, tại vì chúng ta phải full mốc, nhưng nếu chúng ta may mắn cũng có thể mang về cho mình được một cây SS Super Kiếm Ba Tước với mức sát thương 251 cũng như là chỉ số nhanh nhẹn cực kỳ cao nha. Đầu tiên thì Gargin sẽ quay một vài lần miễn phí mỗi ngày đã nha. Sau đấy chúng ta sẽ quay bằng số thường nha Gunner. Rồi, 3 lần free mỗi ngày đã nha. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ có một tia chớp 247 nha. Rồi, ok, bây giờ thì cùng đến với cả SS Super Kiếm Ba Tước thôi ạ. Đấy, mỗi lần chúng ta sẽ được giảm 15%, sẽ là 4.500 chu nha Gunner. Rồi, bây giờ thì cùng Gargin xem thử rằng là rất nhiều lần sự kiện đào khoáng diễn ra và Gargin chưa bao giờ mang về cho mình được một cây SS nào cả, thì xem thử là hôm nay chúng ta có bùng nổ nhân phẩm và liệu rằng chúng ta có mang về cho mình được một cây SS Kiếm Ba Tước không nha. Rồi, lần đầu tiên này chúng ta chỉ có quặng cao cấp cũng như là quặng sơ thôi. Khởi đầu nghe có vẻ không bắt máy lắm nha. Chúng ta có khá nhiều quà đây nha, nhưng mà không có một quà đính kèm nào cho Gargin cả. Chỉ đúng hai loại quặng thôi. Không lẽ chúng ta lại đen đến mức đấy ạ? Tiếp tục thôi ạ. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Wow. Ôi không ổn rồi Gunner ơi. Cái này thì không được rồi nha. Gargin phải xả xui một tí đã. Như này thì quá đen rồi. Thậm chí còn không có quặng cao cấp cơ. Quá là đen nha Gunner. Wow. Gargin phải làm một ít lần sụp khóa đã nha. Có vẻ không ổn. Wow. Không ổn một chút nào dành cho Gargin cả nha. Đó là gì đấy ạ? Wow. Bình tĩnh Gunner ơi. Chúng ta phải chậm lại một tí thôi. Wow, Gargin quá là đen rồi. Rồi ok, chắc là phải thoát ra ngoài một chút. Wow. Dã man ạ. Nếu mà tiếp tục như này thì thực sự đây là sự kiện đào khoáng đen nhất của Gargin luôn nha. Thậm chí còn không có một đồ đính kèm nào cả cơ. Wow. Thêm một phát nữa đi ạ. Chúng ta có thật sự có thể nói là tận cùng của đen đủi nha Gunner. Wow. Thực sự quá là đen luôn nha. Rồi, Gargin sẽ thêm một lần X100 xu thường nữa và xem thử là có đỡ hơn không ạ. Wow, đấy, Gunner cứ kêu đen nhưng mà Gunner có thể thấy Gargin đấy. Quá là dã man luôn. 4 lần X100 ở xu khóa không có gì. 4 lần X100 ở xu thường cũng không có gì. Dã man quá nhỉ. Còn 3.500 xu chắc Gargin sẽ đào thử. Đây chúng ta sẽ là 4k2 thì 60 đi ạ. 3k1 ạ. 3k2. Rồi, Gargin sẽ đào nốt số xu luôn. Rồi, 67 lần. 3551 ạ. Thử xem là đốt sạch 21 ca su thì Gargin có được gì đây không ạ? Wow, không ngờ là sự kiện này Gargin đen đến mức đấy luôn cơ ạ. Wow. Có vẻ như là Gargin vẫn là một người không có duyên với đào khoáng Gunner ạ. Tham vọng quá, tham vọng tận SS Kiếm Ba Tước nhưng mà. Bây giờ thì chúng ta cùng ghé qua shop quặng một chút nha. Ở đây thì phần sơ cấp vẫn như thế, chúng ta sẽ có những tài nguyên khá là quen thuộc nha. Về phần cao cấp chúng ta sẽ có hộp hỏa long 5 sao với 250 quặng cao, rồng phun lửa 200, ở đây chúng ta có những mảnh vạn năng, đá cường hóa, vàng. Wow, tóc khá đẹp nha, highlight nổi bật. Đây cái tóc khá đẹp nha Gunner. Rồi ạ, dưới này chúng ta sẽ có táo với cả 20 quặng cao cấp, xí ngầu với cả 300, một super tủ thuốc gà với mức 68. Ở dưới này khắc ấn tím tự chọn sẽ là giá 20 quặng cao cấp, khắc ấn cam 100. Chúng ta cũng sẽ có cúp vàng tự chọn giá chỉ có 150 thì Gargin đánh giá khá là rẻ nha. Rồi, ở dưới này chúng ta cũng có thể test nhân phẩm bằng những cái mảnh super ở dưới này nha Gunner. Tiếp đến chúng ta sẽ có châu báu dát vàng 30 ngày, chúng ta có nhấn sinh nhật 2 tuổi để nhận chỉ số cao nhất ở thời điểm hiện tại trong Gunner Origin nha.
Và dưới này chúng ta cũng sẽ có khiên rùa thần, hoa hoa hồng và pháp bảo đỏ tự chọn với mức giá 150. Rồi, ở sự kiện này Gunner đã quay ra cho mình những phần quà hấp dẫn nào rồi? Hãy để lại comment ở dưới clip để cả kênh được biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại Gunner ở clip tiếp theo. Bye bye.